Chúng tôi Trần Hồng Tiết xin kính chào quý vị. Như quý vị đã biết, Hoa Kỳ chúng ta vừa trải qua một cuộc bỏ phiếu và ông tổng thống mới của chúng ta là Donald Trump đã nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 vừa qua. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta đã nghe xôn xao rất là nhiều về những cái dự định của ông đã làm và ông đang chuẩn bị làm. Thì hôm nay trong phòng thực hành của chúng tôi có mời được ông Đỗ Như Điện. Thưa quý thính giả và quý anh Tiết, đúng như vậy. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta được chứng kiến một cái sự kiện, đúng ra nó là cái sự kiện nối tiếp những sự kiện. Dạ vâng. Những sự kiện rất là sôi động trong cái vấn đề bầu cử. Nó bất thường. Dạ vâng. Có thể nói rất bất thường. Và cái sự bất thường ấy nó còn nối tiếp cho đến ngày hôm nay. Dạ vâng. Thế thì chúng tôi với tính cách là truyền thông thì chúng tôi đưa ra sự kiện. Dạ vâng. Và nhiều quý vị theo dõi chương trình thì cũng đã biết những sự kiện ấy rồi. Nhưng mà sự kiện nào nó cũng có 2-3 cái khía cạnh, 2-3 dạ vâng. cái angle khác nhau. Do đó đứng ở một chỗ thì người ta nhìn vấn đề khác nhau. Dạ vâng. Dạ. Thì bây giờ này chúng ta chưa có được cái ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thì vâng. Chúng ta bây giờ này đi thẳng vào cái đối nội trước đi. Vâng, thì vấn đề đối nội thì chúng tôi phải nói như thế này. Trong 10 ngày đầu thôi, hôm nay là ngày thứ 12. Dạ vâng. 10 ngày đầu thôi. Dạ vâng. Thì ông Donald Trump với cái quyết tâm và một con người action, tức là một con người hành động, dạ vâng, làm ít, làm nhiều làm nói nhiều ít, ít dạ vâng, và nhiều cái không làm mà không nói, dạ vâng, và không biết tôi sẽ làm cái gì, đó là một cái đặc tính của ông, tức là unpredictable, vâng. Tức là không có cho người ta thấu lộ trước là những cái gì hết, không biết. Bình thường đó thì cái giai đoạn chuyển tiếp nó phải xảy ra trong một cái giai đoạn nhất định, và khi chính phủ mới nhận nhiệm vụ thì nó đã có tất cả những sự kiện sẵn sàng. Dạ vâng. Thì trong cái giai đoạn vừa rồi đó, từ ngày ông ấy nhậm đắc cử cho tới ngày nhậm chức đó, thì cái nội các chưa hoàn chỉnh. Đúng, yeah. Và chúng ta biết rằng chính phủ liên bang khi mà nhận cái nhiệm vụ mới này phải thay tổng cộng khoảng 4.000 position. Đúng, yeah. Từ trên xuống dưới. Vâng, từ dạ trên xuống dưới. Yeah. Và trong cái giai đoạn mà thay đổi như vậy đó, thì nó có rất nhiều chuyện xảy ra. Dạ vâng. Trong khi công việc ấy vẫn phải như vậy. Dạ vâng. Vẫn phải giải quyết bấy nhiêu công việc. Dạ vâng. Mà nhân viên cũ và mới nó chưa ăn khớp với nhau. Dạ vâng. Do đó nó có rất nhiều xáo trộn. Dạ vâng. Đấy, nhìn vào đó là cái sự kiện để chúng ta thấy. Và vì vậy tôi thì ở Mỹ này cũng lâu và theo dõi hầu hết các cái cuộc của các năm đời tổng thống trước đây. Thì mình thấy rõ rằng có những lúc nó rất là xáo trộn. Thế thời ông Bush chẳng hạn, nó dạ rất vâng. là xáo trộn. Và đến cái này thì xáo trộn hơn nữa. Tức là nếu mà quý vị nghe sự xáo trộn đó là quý vị thấy đó, nếu mà quý vị theo dõi tin tức đó là chúng ta biết đó, tới với cái thời điểm này tức là 12 ngày sau, nếu mà vâng. tính thời ông Bush là ông đã có 13 người được bổ nhiệm vào những cái vâng. chức tổng trưởng và vâng. bộ quốc phòng chẳng hạn. Mà bây giờ này tới ông Obama tới thời điểm này là được 10 người, mà tới vâng. ông Trump bây giờ mới có được có 5 người vâng, thôi. Vâng đó. Thì trong khi tức là được 5, trong khi đã vậy. Như vậy rồi mà ông Trump là cái người làm. Dạ vâng. Vì vậy trong 10 ngày đầu ông ký 15 cái sắc lệnh, dạ vâng. gọi là sắc lệnh do tổng thống ký và nó có hiệu lực tức thời. Dạ vâng. Dạ. Thì khi mà ký ra như vậy tất nhiên cấp dưới phải thi hành, mà cái bánh xe nó chưa chạy. Dạ vâng. Cái guồng máy nó chưa chạy đều. Thành nó có những cái jam chỗ này, jam chỗ kia, yeah. đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà chứ không những bị jam mà đã có những người lại không thích những cái order, những yeah. cái sắc lệnh ông đưa ra, rồi là ổng lại là gọi là fire. Thế thì bây giờ chúng ta yeah. trở lại cái đầu tiên là ông ấy gọi là tôi cam kết những điều gì khi tôi tranh cử. Yeah, vâng. Thì việc đầu tiên là tôi làm những điều đó để thỏa mãn được những người đã tín nhiệm tôi. Dạ vâng. Mà trong cái tỷ lệ tín nhiệm tôi đó, tín nhiệm ông Trump đó, thì nó vào khoảng một nửa thôi. Dạ vâng. Mà nếu tính trong cái số phiếu bầu đó, thì nó chưa đủ một chưa nửa. Chưa đủ một nửa, tức là ông vậy thua cái popular vote. Yeah. Vậy thì cái làn sóng chống đối hay không ưa hay là những cái negative, tất nhiên nó phải có. Đúng, đúng. Thành ra yeah. mình phải chấp nhận cái không khí như vậy. Dạ vâng. Nhưng nó vẫn nằm trong cái trật tự của cái democracy. Yeah, nhưng mà bây giờ này trở về vấn đề là mình nói nội địa thì cái đó là vấn đề mà gọi là hành chánh của trong cái phần. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cụ thể nhé. Dạ vâng. Ông hứa gì? Thứ nhất là tôi sẽ hủy bỏ Medicare. Đúng. Thế thì không phải Medicare, Obamacare. À, Obamacare. Yeah. Obamacare phải thay đổi. Dạ vâng. Và cái này ông đã bắt đầu thay đổi, nhưng mà cái thay đổi này ông không thể làm được, phải qua quốc hội. Đúng. Yeah.
Do đó nó đang nằm trong tay quốc hội. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Thì ông ký cái xác lệnh để ngăn chặn. Và khi ngăn chặn như vậy thì tất nhiên là cái bộ nội an, bộ về di trú và tất cả những cái đó nó chưa chạy đều. Thành ra nó có một số trục trặc. Và chính cái trục trặc ấy, nhưng mà chúng ta biết rằng ông chỉ ký cái này là tạm thời thôi. Tạm thời là ba tức là cũng không phải là tạm thời, không phải là ban, mà tức là ông nói là xét duyệt những cái người đi vào và chỉ càng hơn chút xíu, 90 ngày thôi để hold lại, để cho kịp duyệt lại. Và riêng Syria đó thì là 4 tháng, tức 120 ngày. Và Syria thì nó nặng nề hơn đó. Và nhưng mà kèm theo cái đó, chúng ta thấy là ông nói rằng sẽ lập những cái trại an toàn ở ngay tại Syria để cho những người đó khỏi phải đi, bởi vì ông không muốn đưa vào Mỹ. Đúng. Thì đó là vấn đề di dân nhé. Vấn đề xây tường là cái ông tức là build the wall. Mexico. Thì ông đã bắt đầu rồi. Bây giờ người ta đặt ra vấn đề là tiền ở đâu. Vâng. Thì ông có nhiều cách. Bởi một trong những cái cách mà người ta nói, nhưng mà cái cách đó là một trong nhiều cách thôi. Vâng. Thì nói là bây giờ chúng tôi sẽ đánh thuế. Nhưng mà đánh thuế thì nhiều người phản ứng, và đánh thuế thì người Mỹ trả tiền cái đó đúng. Nhưng mà không phải là đánh thuế không, bởi vì chúng ta biết rằng cái giao thương giữa Mỹ và Mexico đó thì một năm như vậy nó là khoảng độ 360 tỷ. Và cái thâm thủng mậu dịch đó là 60 tỷ. Và như vậy nếu bây giờ với lại thế này nữa, cái số người Mexico ở Mỹ này một năm họ chuyển ngân về tại Mỹ đó vào khoảng 25 tỷ. Thì mình có thể đóng thuế cho cái số tiền chuyển. Vâng, thì nó có rất là nhiều cách. Cái thứ ba nữa là nó như thế này. Họ tính đó là bây giờ có 11 triệu di dân bất hợp pháp đang ở Mỹ này. Và cái nuôi cho giáo dục, nuôi cho tất cả những cái số đó. Tức là cái số tiền rất là cao. Rất là cao. Thế thì nếu mà xây bức tường ấy, cao lắm là 20 tỷ. Số ông đưa ra là cũng chừng 8 tới 12 tỷ. Đó. Thì nếu mà cắt giảm cái phần đó thì nó cũng chẳng cũng đúng, không phải là đúng, không có gì. Dạ, nhưng mà 8-12 tỷ không phải là cái tường nó sẽ xây trong vòng một năm, có thể là tới 2-3 năm thì nhưng, cái số tiền nó chia ra thì có một năm thì có 3-3 tỷ thôi. Nhưng với lại cái quan trọng là sau khi xây rồi thì maintain và cái người để bảo vệ cái đó để cho nó như thế nào, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta ở đây thì biết rồi, người ta đã khám phá trong mấy năm qua là 36 đường hầm đào dưới lòng đất xuyên qua thì đó, để đó, mà đó, vào Mỹ vậy. Thì về nội chính nhá, thì ông ấy xây tường này rồi một cái nữa là ông ấy đã move on cái Keystone, cái đường ống dẫn dầu, tức là cái pipeline từ Canada xuống dưới Mỹ. Thì nếu cái đó ra thì cái gì dầu hỏa ở bên Canada sẽ đưa vào đây. Và như vậy Mỹ sẽ không bị lệ thuộc vào dầu hỏa của nước ngoài. Do đó tất cả những cái điểm mà ông ấy cam kết khi mà tranh cử thì bây giờ ông làm. Làm ngay cái đã. Và khi làm ngay như vậy tất nhiên nó tạo ra một cái sốc rất là lớn, một cái chấn động. Tức là có nghĩa là ông những cái gì mà ông trong cái thời gian mà ông đi tranh cử đó, ông đề ra là bây giờ này tự nhiên nó đùng ông làm ông hết. Làm hết. Làm trong vòng chỉ có 12 ngày. 12 ngày ký 15 cái xác lệnh. Và tối nay mình thấy đó là ông bổ nhiệm luôn cái ông tối cao pháp viện nữa. Đó là một cái hết sức quan trọng, cái đó vô cùng quan trọng. Là vì nếu ông ấy bổ nhiệm một vị tối cao vào cái thẩm phán tối cao pháp viện trong cái 9 vị đó, mà cái người đó ở một cái phía bảo thủ thì những vấn đề này sẽ xảy ra. Thứ nhất họ sẽ revert cái chuyện phá thai. Cái mà năm cái đó họ sợ thôi, chứ có nghĩa là sẽ xảy ra. Tại vì ông Scalia là cũng là bảo nhưng thủ. Nhưng mà thí dụ như thời ông Reagan đó thì cấm cái chuyện dùng tiền thuế để mà tài trợ cho phá thai. Đúng. Thì các thời ông Clinton cũng như ông Obama là dẹp cái đó. Đúng. Ông Trump lên đó là cho sử dụng cái đó liền. Tức là ngăn lại giống như ông Reagan. Tức là không có nghĩa là không có muốn sử dụng cái tiền của federal funding để cho làm cho việc phá thai, mà tài trợ cho phá thai. Thì những cái điều đó chỉ là những cái điều ông hứa với cử tri khi ông ra tranh cử, và bây giờ ông giữ lời hứa đó thì ông làm. Tức là mình thấy đó, nếu mà ông Điền ông đưa ra những cái điểm, chúng ta thấy đó tất cả những cái lời hứa của ông Trump có một điều mà ông chưa làm được, đó là ông nói là sẽ tăng cường cái quân sự của Mỹ, tức là cái budget của quân sự đó, tức đó, là ông thì, muốn là thì build up. Cái budget đó thì ông ấy sẽ tăng cường. Thì muốn như vậy nó có hai cái việc. Việc thứ nhất về cũng là vấn đề nội chính đó, thì ông sẽ tăng cường cái tiền để mà sửa lại
cái infrastructure, infrastructure yeah. tức là cái hạ tầng cơ sở, đường xá, cầu cống, phi trường, hải cảng, và cái tiền đó nó dự trù vào khoảng 300 tỷ. Và cái 300 tỷ đó thì nó sẽ đi vào công nhân, tức là có công ăn việc làm đó, cho người ta. Thì có nghĩa là theo mà chúng ta thấy hoặc là vừa nghe ông Điện trình bày đó, là ông Trump những cái gì mà ông đã hứa trong cái thời gian ông tranh cử, ông đã bắt đầu thực hiện và ông đã đang thực hiện. Chỉ còn những cái điều mà chúng ta thấy chưa thực hiện được là thứ nhất là giống như ông những cái này này, ông cái này chưa làm được nhưng mà ông đang làm này, tăng lương. Đó. Vấn đề tăng lương cho những người không phải là federal worker cho những người lương thấp. Dạ, thứ hai nữa đó là giữ lại, đem những công ty nước ngoài trở về. Thì ông cũng đã làm được một phần rồi, nhưng mà nó chưa hiệu quả. Nhưng mà những cái đó là những cái ông đã bắt đầu, tức là ông bảo vệ cái mậu dịch của Mỹ là không cho export mà ông muốn là import nhiều hơn. Và cái chủ trương của ông là thuê công dân Mỹ và mua hàng Mỹ, đó là cái slogan ông đưa ra. Thì đó là những cái ông hứa và bây giờ ông làm. Thì khi ông làm như vậy tất nhiên nó phải đụng chạm, tất nhiên phải đụng chạm rồi, đụng chạm rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy đó, ông ấy mà thí dụ tôi nói chuyện là ông gặp tất cả những cái CEO lớn, thí dụ ngày hôm nay là ông gặp những người là pharmaceuticals. Đây là một trong những cái nhức đầu cho nước Mỹ, là vì cái hệ thống chế thuốc ở Mỹ này, và thuốc ở Mỹ này nó đắt quá sức. Trong khi ở bên kia biên giới cũng cái thuốc đó nó rẻ hơn nhiều. Thì ông đặt vấn đề tại sao mà người Mỹ phải trả tiền quá nhiều khi mua thuốc như vậy. Nhưng mà mình cũng thấy, tại vì xưa nay mình có mình cũng thấy cái vấn đề đó. Thí dụ mình đi qua Âu Châu chẳng hạn, một cái viên thuốc cũng là để trị một cái bệnh đó, nhưng mà nó có thể giảm hơn 30% hoặc là tới 70%. Nhưng mà cái người ta nói đó, tại vì cái số tiền mà những cái pharmaceutical ở đây khi mà họ làm một cái viên thuốc hoặc là họ chế ra một cái được chế ra một cái thuốc đó thì nó qua cái quá trình quá dài, cái research, cái tiền research nó quá lớn đấy. Thế nhưng mà hôm nay tôi nghe những khi mà những cái ông CEO có nói lại khả năng của đối đáp đó, thì hầu như các cái vị đó đều mà hợp tác, sẵn sàng hợp tác với chính phủ để mà làm mọi cách để cho cái giá thuốc ở trong nội địa nó giảm xuống. Và nếu nó giảm xuống thì cái vấn đề tài trợ y tế của chính phủ nó sẽ dễ hơn. Đó là những cái mà tôi thấy nó đi như vậy. Có nghĩa là mình thấy trong vòng 12 ngày, tức là còn một phần mà mình chưa thấy làm được cái gì, tức là mình có một người gọi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà chưa có được bổ nhiệm. Theo tôi biết đó là cái chính sách giáo dục mới đó là như thế này. Trước đây đó thì giữa cái trường công và trường tư thì cái trường công nó được nâng đỡ, bên phía tư thục á, tức là các trường tư á, nó không được nâng đỡ. Theo cái chính sách mới này đó, nó sẽ theo mới mà tôi biết, cái bài Bộ trưởng Giáo dục mới này, cái đường hướng của bà là như thế này. Thứ nhất là sẽ có thể có thôi nhưng mà chưa biết nó kết quả như thế nào. Tức là những cái người mà cho con học trường tư thì nó được cái voucher. Nghĩa là sao? Là thay vì tôi học cho con tôi học trường công thì chính phủ phải tài trợ làm 5.000 đồng một năm, thí dụ vậy đi. Bây giờ cho tôi muốn cho con tôi học trường tư, tức là cái chọn lựa của tôi. Thì bên chính phủ có thể lấy cái số tiền công bỏ, bỏ qua, nhưng mà tất nhiên bỏ không bằng. Nhưng mà thí dụ 70%, 80% thì đó là cái họ muốn làm. Tại vì với lại một cái khác điểm khác mà tôi thấy là họ hay đưa ra bàn cãi đó là những cái gọi là những cái guidelines từ trên đưa xuống, mà từ federal đưa xuống, giống như là Common Core hay là những cái chương trình học mà từ trên federal đưa xuống, nó không có áp dụng được cho những cái local, có nghĩa là những cái states hoặc là những cái county. Mà tất cả từ xưa tới nay mình thấy Common Core rồi No Child Left Behind của ông Bush, nó từ trên đưa xuống, thì ông này đó ông lại muốn là từ dưới đưa lên. Ông muốn để local control, có những cái sáng kiến. Và như vậy chúng ta thấy là giữa trường công và trường tư nó sẽ có competition. Nó sẽ có sự cạnh tranh. Và như vậy đó, bên nào cũng phải cố gắng để cho học sinh của mình giỏi. Đó là một cái cách thức mà nếu mà áp dụng như vậy tôi thấy là tốt. Thì có nghĩa là quý vị thấy đó, một cái điểm mà chúng ta thấy tất cả những cái gì mà chúng ta vừa bàn thảo ra đó, là ông này ông lên là giống như là đảo lộn chính sách hết tất cả từ hồi tới bây giờ này. Có nghĩa là ông muốn thay đổi hoàn toàn. Ông dùng cái slogan là gọi là drain the swamp. Có nghĩa là tát hết nước ra rồi bỏ nước mới vào. Cho nên quý vị thấy đó là từ trên xuống dưới là ông có những chúng ta phải dùng cái danh từ này phải đúng. Ông này không phải là một chính trị gia.
Dạ vâng. Mà ông này là làm cách mạng. Dạ vâng. Đây là một con người làm cách mạng thật. Dạ vâng. Đó thì chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi vừa bàn với quý vị là những cái điểm của nội địa, và chúng ta sẽ đi vào gọi là chính sách đối ngoại của ông Trump và cái administration, hoặc là cái chính quyền của ông Trump như thế nào. Thì mời quý vị cùng chúng tôi sẽ tiếp tục với cái cuộc bàn thảo này về chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới như thế nào. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.